Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã xem kênh Tin Sơi. Xe ô tô giá rẻ Mitsubishi Mirage 2020 hoàn toàn mới đã lộ diện. Theo nguồn tin rò rỉ từ Mitsubishi, mẫu xe cỡ nhỏ Mirage 2020 sẽ được hãng giới thiệu vào mùa thu năm 2019. Ngoài ra, thiết kế của xe sẽ là có phần tương tự đàn anh Triton và Expander với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shift. Cụ thể như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chúng ta tìm hiểu ngay sau đây. Theo đó, mẫu xe giá rẻ Mitsubishi Mirage 2020 sẽ chính thức được trình làng tại triển lãm ô tô Toyota 2019 diễn ra vào tháng 10 năm nay tại Nhật Bản. Dự kiến chỉ khoảng 2 tháng sau, tức tháng 11, mẫu xe này sẽ đặt chân tới Đông Nam Á và được bán ra ngay sau đó. Phiên bản hiện tại của Mitsubishi Mirage vẫn thuộc form dáng của đời đầu tiên 2012. Chính vì vậy, doanh số bán của Mirage khá lẹt đẹt khi so với các đối thủ khác. Tuy nhiên, để thay đổi cán cân trên mặt trận xe hạng A đầy khốc liệt này, Mitsubishi sẽ hồi sinh Mirage với phong cách mới đầy trẻ trung và năng động hơn. Trước đó, giám đốc vận hành của Mitsubishi đã hé lộ rằng Mirage 2020 sẽ được phát triển trên cơ sở gầm bệ CMF-B do Liên minh Renault, Nissan, Mitsubishi chế tạo. Thêm vào đó, cơ sở gầm bệ này còn được ứng dụng cho cả Nissan Juke, Renault Clio và Renault Captur thế hệ tiếp theo. Theo những hình ảnh phác thảo từ tạp chí Handling Trademark, Mirage 2020 sẽ sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shift đặc trưng của Mitsubishi thời gian gần đây. Ngoài ra, ý tưởng thiết kế của Mirage 2020 sẽ bám chặt vào hai mẫu xe Expander và Triton để tạo cái nhìn đầy mạnh mẽ và mang hơi thở của tương lai. Về động cơ, nhiều khả năng Mitsubishi sẽ trang bị trên Mirage 2020 3 tùy trò động cơ tùy thị trường như động cơ xăng 3 xi lanh 0.9 lít và 1.2 lít kết hợp với tăng áp, động cơ diesel 4 xi lanh tăng áp 1.5 lít. Sau khi được ra mắt và về Việt Nam, dự kiến Mitsubishi Mirage 2020 mới sẽ có giá dao động như phiên bản hiện tại ở mức 350 tới 450 triệu đồng. Xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt cái tên như Kia Morning, Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và gần nhất là Honda Brio. Quý vị hãy nhấn like video này để ủng hộ kênh cũng như hãy nhấn đăng ký kênh Teaser để nhận tin mới mỗi ngày. Để không bỏ lỡ những teaser mới nhất, quý vị hãy nhấn vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký ở góc phải màn hình để nhận teaser mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.